hiện nó chạy, khi phát hiện nó chạy nổ á, thì quý thầy cô nhanh chóng là đến xét binh. Đối với các cô mà, ví dụ như yếu á, thì không có sức thì cũng có thể cầm cái voi, cầm cái này thì cả cô cầm, cả cô kéo thôi, chạy rồi đi rồi cũng nó không hư được. Sạch voi đi. Còn cặp thầy thì có thể hoặc là cặp cô có thể bông bể gì được, cứ miễn làm sao mà di chuyển được cái binh này để làm chạy. Còn cặp thầy có sức khỏe thì có thể sạch hai tay hai binh hoặc là làm gì cũng được, sạch binh lên. Và khi để làm chạy từ 3 đến 5 mét á, tôi lấy vô đám lại từ cái cây này chẳng hạn 3 đến 5 mét thì chúng ta được binh một này, chúng ta phải dừng lại lắc sóc binh bắt. Vì sao chúng ta phải sóc binh ạ? À đúng rồi, cái bột mì của chúng ta. Tôi xin lỗi là cái này là bột chữa cháy, con tôi nói bột mì để quý thầy cô dễ hiểu. Là cái bột mì nó đông ở phía dưới, mà chúng ta không sóc thì nó sẽ không được tồn đều, và khi mà nó đẩy bột ra ngoài thì nó chữa cháy nó không hiệu quả. Và khi chúng ta sóc, sau khi sóc như thế này thì chúng ta dừng lại để rút chốt. 3 đến 5 mét chúng ta dừng lại rút chốt. Rút chốt thêm một tay để ở đây, hoặc một tay để thế nào thì tùy quý thầy cô nếu thuần. Và chúng ta lấy một tay ra chúng ta rút cho mạnh. Theo phương án thế này với sóng không ở mặt đất thì nó sẽ ra. Còn có nhiều trường hợp ở trên mạng, ở trên video á, có một video mà tôi xem chạy từ một người xe khách, mà khi chạy xe khách thì có một anh ở trên tay xế là anh chạy xuống xe cái binh này, xong xuống là anh rụt chốt thế này, anh rụt chốt rồi anh rụt mày anh ra rồi anh chửi, anh cứ chửi bậy thì chửi xong anh bảo là binh chữa cháy hỏng rồi chiếc xe lúc nào hoàn loạn, anh cũng cứ chửi, anh cứ nói là binh chữa cháy hỏng, binh chữa cháy đều, nhưng mà chẳng may là vô tình một điều là chẳng may là anh đó lúc hoảng loạn á, và cùng anh này cũng sắm binh cho vui, anh này cũng không biết cách sử dụng, thì anh đó đột nhiên anh cầm tay sách, thứ nhất là phần này phần tay sách, phần thứ hai là văn bộp, anh cầm cả tay sách cả văn bộp anh kẹp thế này và anh rút, thì vô tình là anh đã tạo ra một cái quả an toàn, là anh có rút nhiều người khỏe thì thế nào cũng được, dù ai rút đến mấy được, là khi họ hoảng loạn họ rút như vậy thì họ lại chửi binh hư, ai ngờ là họ không biết cách sử dụng. Và chúng ta có để tay thế này, ta rút rất đơn giản. À, thì vì thế cô rút thử. Và khi đến đám cháy xong thì chúng ta dùng một tay chúng ta xách bình, còn một tay xách chúng ta một tay ở ván bọt. Còn vì thầy cô mà không có sức thì có thể đặt xuống, mà chúng ta phải dơ lên thì chúng ta dơ lên cao trung xuống phun trung xuống nó hiệu quả hơn. Một tay thì cầm ở voi phun và đến đám cháy 3 đến 5 mét chọn cái hướng gió, ví dụ hướng gió mà gió thổi ở bên này thì tuyệt đối chúng ta gió thổi từ đâu kia lại đấy thì chúng ta phải đứng đâu kia, mà chúng ta ở gió thổi bên này thì chúng ta chọn đâu hướng gió đấy. Thì vì sao? Để lửa nó không tạt vào người mình. Và đến đó thì chúng ta phun bọt thôi, bọt cho phun cái lượng bột phun ra vào gốc ngọn lửa. Và có một lưu ý là, một là binh chữa cháy hết, hai là cái đám cháy được dập tắt thì chúng ta mới thôi bọt binh, chứ không phải là chúng ta bọt mà chúng ta cần nát rồi bọt thế này thì đám cháy nó không thể được dập tắt được. Và chúng ta phải đá bọt là phải bọt cho đến từ đâu đến cuối. Một là chúng ta hết pin này thì chúng ta chạy đến pin khác. Hai là đám cháy được dập tắt thì chúng ta không bọt nữa. Thì đó là nguyên tắc. Còn đối với cách chữa cháy của pin khí này thì cũng tương tự như pin bột. Pin khí này thì nặng hơn, nó bằng thép đục nó sẽ nặng. Còn quý thầy cô mà sử dụng cái pin khí này giống như pin bột thì để làm chạy 3 đến 5 mét thì lúc này chúng ta sống thôi. Chúng ta không phải sống nữa, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta sống pin khí thì nó ở hoàn toàn bên trong, nó không phải sống pin bột nữa. Và khi đến 3 đến 5 mét thì chúng ta cũng rút chốt. Chúng ta cũng rút chốt tương tự như cái binh bột này. Cùng rút chốt theo phương án thế này, rút ra. Nhưng có một lưu ý nữa là khi mà sử dụng binh chữa cháy thì chúng ta không cầm ở đây nữa. Hôm nay chúng ta không cầm ở khu vực nguy hiểm này nữa. Mà chúng ta có thể cầm một tay ở đây, một tay ở đuôi binh. Và chúng ta chỉnh cái lúc trước là chúng ta phải chỉnh cái hướng loa phun xuống. Và chúng ta chỉnh góc. Và trước khi mà nó thì chúng ta nên kiểm tra cái binh này có đạt hiệu quả hay không này. Đây, ví dụ một đám cháy như thế này thì chúng ta dùng khăn ướt quấn quanh tay để đảm bảo là cái nhiệt độ ở trên này nó còn nóng, thì với thầy cô qua đây phải khỏi đường khỏi tùy cấp này, tùy cấp thì ảnh hưởng lửa nó có bật cháy, và nó đổi quả gắn cái binh này. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Và mời một thầy đến làm thử cái đấy ạ. Để hôm sau lỡ mà trong cái căn bếp của nhà mình mà có ảnh hưởng hoặc là có cái đám cháy nào mà chúng ta dùng khăn ướt thì chúng ta dập tắt. Mời thầy nó đơn giản lắm, mời thầy cứ thực nghiệm một tí cho nó biết. Rồi mời thầy. Thầy có thầy này. Mời đưa thầy. Mở ra.
Chị cầm cái cỏi nó tay vào đấy. Bắt đầu. Đấy. Rồi, đi. Đấy, cung thôi. Đấy, rồi, nó đơn giản vậy thôi. Mời một cô đi, mời cả cô. Mời cô kìa, à? Cô hay nói em. Cả cô hay dùng việc gáo có thử một cái. Mời cả cô có thử. Mời cả cô. Cô chị nói em. Nhật Minh. Hôm sau mà chẳng mấy mình lên Huế. Cầm tay. Yeah. Mấy mảnh mình lên Huế. Cái đẻ xuống mà chạy này mình còn biết cách sử dụng nhé. Rồi này. Rồi từ từ đã. Trước chứ còn lửa đây. Rồi, chấm lửa. Rồi, chấm lửa này. Rồi, chấm lửa này. Có một đám cháy bình thường thì chúng ta cũng phải sử dụng được. Mời thêm xây, mời thêm cả cô nữa. Mời cả cô. Chúng ta cả xây đây. Thấy cái trường hợp tôi vừa nói rồi xong rồi là thầy vừa rồi đã có mắc phải. Mời thêm tám. Quả là cũng phải sử dụng được. Cái này là không cần là bị... Ủa, vô lắm. Đây, thầy mà sử dụng được thiếu phương án thì không có lưng thì được thế này thì nó chỉ là cái chủ. Vâng luôn, nó đơn giản đó. Đi đi ngay giờ thì nó điểm khó. Lắc rồi, rút chốt, lắc rồi đó. Em lắc rồi, chốt, rồi. Rồi, được rồi, bỏ chưa? Chốt chỗ này chỗ bom thấy chỗ rồi đó rồi đến giờ đúng không ạ, đến giờ đúng không ạ, nhưng mà có một lưu ý là chúng ta cũng không cầm cả vừa cầm cả tay sạch vừa cầm cả bán bọc như vậy vì tay cô yếu nên là cô chưa bọc đấy. Rồi điểm cái này đằng này phải có cái giấy. Dạ đó có. Để bắt téo có giấy đó là hình tên ở cái đó. Có cái giấy nên là chúng ta. Dạ đúng rồi đúng rồi. Nên cả hết nước. Mau. Quay hướng coi nước. Đây ta đi lắc không cần lắc thì. Dạ vẫn không cần lắc nhưng chỉ cần lắc. Chấm em. Rồi. Bắt này nhỏ nữa. Chút chút. Quay vòi. Rồi chút chút. Chút chút. Cầm rồi. Đấy cầm rồi đấy, lấy dưới bỏ ra thế này. Rồi. Có một tay cầm ở dưới, một tay cầm dưới đây đi. Có cái tay sạch thế này, tay còn thì cầm ngoài mày. À rồi. Không. Tay một tay cầm bọt. Tay. Lên, cầm cái lá phúng này. Rồi, chạy lên ngang đi em. Rồi. Cái đinh này nó bị do đó rồi. Cái đinh tay gần nhạc lạnh không? Đi ngay nó bị